vũ trụ DART của NASA sẽ đạt mục tiêu trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 năm sau. Các buổi diễn tập cuối cùng cho cuộc thử nghiệm phòng thủ hành tinh của NASA đã được tiến hành. Nhiệm vụ có 102 sẽ khởi động vào tuần tới, được thiết lập để cố ý đâm tàu vũ trụ vào một tiểu hành tinh để làm chệch hướng đường đi của nó. Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh đôi, DART sẽ cố gắng va vào tiểu hành tinh mặt trăng Dimorphos, quay quanh một tiểu hành tinh lớn hơn tên là Didymos. Không có tiểu hành tinh nào trong số này gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với trái đất, và sứ mệnh này chỉ nhằm mục đích thử nghiệm và trình diễn công nghệ theo cơ quan vũ trụ. Nhiệm vụ chủ yếu sẽ thúc đẩy Dimorphos làm chệch quỹ đạo của nó, sẽ được theo dõi thông qua kính viễn vọng và thiết bị đặt trên trái đất trong suốt hành trình của nó. Một sự phấn khích lớn đang tích tụ trong thời gian chạy đến vụ tai nạn dự kiến này. NASA đã quyết định truyền hình trực tiếp sự kiện tới mọi người. Nhiệm vụ DART của NASA. Thời gian khởi động tên lửa sứ mệnh DART sẽ nổ lúc 1 giờ 21 sáng S ngày 24 tháng 11 trên tên lửa SpaceX Falcon 9. Đối với những người ở Ấn Độ, điều này có nghĩa là 11 giờ 50 sáng. Sứ mệnh DART của NASA. Cách xem trực tiếp phạm vi phát hành trực tiếp sẽ bắt đầu lúc 11 giờ sáng theo giờ East. Bạn có thể xem tường thuật trực tiếp trên truyền hình NASA, ứng dụng NASA và trang web của NASA. Để đáp ứng nhu cầu của những người đam mê không gian và giải quyết sự phấn khích của họ, NASA đã sắp xếp một loạt các cuộc họp báo trước và khoa học bắt đầu từ ngày 21 tháng 11. Tàu vũ trụ DART sẽ đạt mục tiêu trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 năm sau. Khi đến đó, nó sẽ va vào Dimorphos, cho phép các nhà khoa học trên trái đất đo lường mức độ hiệu quả của một vụ va chạm có kiểm soát để làm chệch hướng một tiểu hành tinh nguy hiểm tiềm ẩn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào. Chia sẻ hữu ích nhé!